dòng thời gian cứ mãi dần trôi, cuộc đời con lênh đênh giữa đời, đường trần gian tăm tối mù khơi, khấn xin mẹ soi đường chỉ lối. Nguyện mẹ thương cho con biết nhận ra và rời xa nơi chốn xa hoa, để cuộc đời được dệt thành bài ca. Cha và con và thánh thần amen. Cầu xin Chúa thánh thần người thương thân yên hồn con, ban xuống cho con hồng ân trang chứa, trao gọi cho đang ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba nôi nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm ô con ngày đêm, nhường thầm xa còn càng làm ơn thiên. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả Cha, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực càng ngày, chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con, xin Cha để chúng con sợ chưa cám dỗ, chúng con cho khối sự giữ âm. Lạy Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần, chúng con tụ họp nơi chân Chúa, nơi phòng công nghệ y học cổ truyền của Cha Phêrô Tường, để chúng con được xin thuốc, xin nước, gạo về nhà trọ
để chúng con uống theo công nghệ của cha Phêrô để qua khỏi cơn bệnh này. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng con đang mang căn bệnh tật và những người đang đi nuôi bệnh, để giúp đỡ cho những người thân nhân của mình. Xin Chúa soi sáng cho những người bệnh nhân biết theo công nghệ của cha Phêrô để cho nó chính xác, để uống thuốc, ăn cháo nano hàng ngày để vượt qua cơn đau và cơn bệnh này. Và xin mẹ Maria chúc lành trong tháng 10 này cho tất cả bà con cô bác ở nơi này đến đây, cũng như bà con trị bệnh từ xa tại nhà. Và xin mẹ ban cho tất cả mọi người chúng con, đặc biệt trong nước Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, được nhiều sức khỏe, qua khỏi cơn tai nạn, bạo lực hay gì đó mà chúng con đã vượt qua được. Nhờ mẹ chuyển lời cầu nguyện của chúng con đến với Chúa. Và sắp tới đây thì cũng là lễ ngày đám giỗ một năm, giáp kỷ niệm một năm ngày của cha Phêrô Nguyễn Anh Tường đã qua đời, ngày mùng 2 tháng 11, cũng là ngày lễ các thánh nam nữ của tất cả linh hồn ông bà, cô bác, cha mẹ mình trong nước cũng như ngoài nước. Chúng con hiệp ý cầu nguyện cho các đặng linh hồn được mau sớm về hưởng nhan Thánh Chúa trên thiên đàng. Lạy Chúa Tự Nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cô bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi hoang thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi chân chấp, đem chân lý vào chốn lôi lầm, để con đem tin kính vào nơi nguy nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rồi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn ngủ sâu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con nguyện an ủi người hơn được người ủi an, tìm yêu biết người hơn được người yêu biết, tình yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì trên khi hiến thân là khi được nhân lên, trên lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chân khi thứ tha là khi được tha thứ, trên lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thanh ái, xin mở lòng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên tri bên. Kính mừng Maria đầy ơn của Đức Chúa Trời ở cùng bà, mà có phước lớn mọi người nữ, lòng bà gồm phước ra. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Con mời cô chú anh chị em ngồi xuống chút ha.
Bữa nay đông quá hả? Cô chú anh chị em mình khỏe không? Để cho đoàn phát tay ha. Theo con biết thì cũng có một số cô chú anh chị em đến đây hơi lâu quá. Ngang qua cơn bệnh này con thấy trong cơ thể chắc cũng khỏe lắm rồi ha, cũng tươi rối rồi. Có cô chú anh chị em nào bữa nay mới tới không? Chắc không có ha. Nhiều lắm rồi, cứ từ từ rồi. Tại vì rất là nhiều, một ngày cũng không có dưới mấy người bệnh nhân đến. Nhưng mà bây giờ chúng con hơi dễ chút là nếu như theo công nghệ của cha Phêrô Tường thì ai cũng hiểu rồi, thì mình đến đây thì mình được đầy đủ hơn. Còn nếu mình vì hoàn cảnh gì đó mà mình phải ở nhà đó, mình trị bệnh tại nhà đó, thì phải ráng cố gắng giữ theo phác đồ của cha. Chứ còn con không có bắt buộc phải ở đây như trước đây. Mời chú ngồi đi chú. Nếu như mình bắt buộc như trước đây thì lúc đầu 1-2 năm đầu để cho như vậy á, để cho cái kết quả của công trình nghiên cứu khoa học của cha Tường đã được thành công mỹ mãn. Và đến khi thành công mỹ mãn như bây giờ thì mọi người chúng ta tự giữ lấy mình, tự cứu lấy mình theo các phương cách của công nghệ cháo nano, thảo dược nano, thì chúng ta sẽ vượt qua căn bệnh này. Tại vì nếu như chúng ta không uống thuốc của cha Tường thì ở nhà chúng ta có nhiều cô chú anh chị em cũng chẳng qua là uống thuốc giảm đau thôi. Tại vì bệnh viện nó hết cứu được rồi, bệnh viện không còn thuốc để chữa, vô quá trị cũng không được, ăn uống cũng không xong, rồi không biết cho thuốc gì để giúp cho cái căn bệnh này. Đó là giai ung thư giai đoạn cuối, nó là vậy đó cô chú anh chị em. Tuy mặc dù có nhiều cô chú anh chị em trong đây mắc phải căn bệnh ung thư, nhưng mà mình cũng chưa đến nỗi nặng. Mình ngồi như vậy là mình khỏe vô cùng, mình ráng phấn đấu với con đường công nghệ này. Còn những người mà đã thấy giống như tuyệt vọng, nhưng mà mình hãy cầu xin một cái ơn trên để ban cho mình qua ngang gặp thầy gặp thuốc, đúng thầy đúng thuốc, thì mình sẽ vượt qua như thường. Đó là đức tin của mình đó vậy. Bởi vì lời Chúa cũng có nói chỉ cần đức tin của ngươi bằng hạt cải thôi là ngươi không làm sao ngươi chết được. Đó rồi. Ngang qua nãy mình ca cái bản mà nhạc Chúa đó, thì nó có một đoạn là chính lúc chết đi là khi vui sướng muôn đời. Đến một cái lúc con sẽ làm một cái tảng đá bằng cái chữ đó nơi ngôi mộ của cha Tường. Chính lúc chết đi là khi vui sướng muôn đời. Khi con đặt cái tảng đá là con sẽ để cái chữ đó. Thì tại vì cha Tường chết rồi, vài bữa nữa tới đám giỗ của cha, thì mỗi ngày chúng ta đến công nghệ của cha nghiên cứu ra, thì hồi trước kia mỗi ngày chúng ta cầu nguyện, cầu xin ơn Chúa ngang qua công nghệ của cha. Thì còn mấy ngày nữa thì thôi mình nhắc cha một chút. Mỗi ngày con có lên được cái clip gì đó thì con coi coi anh em của tụi con có một cái hình ảnh gì đó để mình bỏ lên. Đó, đây là cái nguyên tắc của tất cả những người đất nước tha phương. Ở bên Việt Nam thì con không biết, nhưng mà con thấy bây giờ mình áp dụng thì thấy nó cũng hay lắm. Thí dụ như một người thân nhân của mình, mà mình khi một người đã qua đời đó, mà trong lúc mà còn sống đó, trong quá trình cái người qua đời này mà lúc còn sống đó, làm cái gì cho xã hội, làm gì cho đất nước, làm gì cho quê hương, thì trong 3 ngày, 7 ngày gì đó là để cái xác đó là lúc nào cũng có tivi chiếu gì cuộc đời của người đã chết nằm đây mà chưa chôn. Thì chiếu suốt 24/24. Còn nếu như mà mình đi bây giờ, nếu mà mình phát hiện ra mình có được những cái hình giữ trâu hay là trồng thuốc hay là làm ruộng gì đó, mình cũng vẫn đưa lên được. Chứ không phải là bác sĩ, kỹ sư, chủ tịch nước, thí dụ vậy,
mới được nha, không có nha. Cuộc đời của mỗi người ai cũng Chúa ban cho mình năm nén bạc để mình đi làm ra cái gì đó, thì Chúa ban cho mình khả năng mình mỗi người khác nhau. Cho nên nếu mình có kỷ niệm đó thì mình nên để lên. Rồi bây giờ cha Tường chết thì bây giờ sắp chết năm còn có mấy ngày nữa thôi, thì mỗi ngày con nói chuyện với cô chú vậy nè, con cũng có thể bỏ lên một vài cái ảnh tượng của cha Tường lên đó để mình chiêm ngưỡng về lúc cha Tường còn sống. Thì ai thì cũng phải chết đi thôi, cha mẹ con cũng phải chết đi, cô chú bác gì cũng phải chết đi, rồi cha Tường cũng phải chết đi, rồi lần lượt tới mình cũng vậy thôi, chứ mình không thể sống hoài được đâu. Cho nên có kỷ niệm gì đó thì mình nhắc nhở lại, rồi trong mấy ngày nữa thì mình cũng đọc kinh cầu xin cho cha linh hồn cha Phaero Tường, ngày đám giỗ là đặc biệt ngay ngày lễ các thánh nam nữ mùng 2 tháng 11 ha. Thôi mình cho linh hồn Phaero cũng như các đẳng linh hồn một đàn pháo tay đi quý vị ha. Thì những ngày đó mình cũng phải đi đến nhà thờ đọc kinh theo đạo Công giáo, còn đọc Phật giáo con không biết. Thì bên nước ngoài là cũng lễ lớn lắm, lễ kêu bằng lễ ma đó. Thì lễ các đẳng á, nhưng mà bên nước ngoài thì đi ra đất thánh buồn lắm, có khi đi chừng 20-30 người đó, tại vì ai cũng có công việc làm mà sao á. Với lại người Việt Nam mình bên nước ngoài nó tự do lắm, mình ở dòng lớn Vinh Kim mình lên cái đất thánh Trà Vinh mình chôn cũng được nữa, mình đi ra Hà Nội mình chôn cũng được nữa, không sao hết. Có nhiều người dân Việt Nam tị nạn mình là chôn tới đất giáo mục luôn. Nhưng mà cái chỗ đó là mua hơi mắc tiền, phải mua rẻ nhất là phải 15.000 cái lẩu chôn đó. Có người Việt Nam mình thân quen với con cũng 70-80 rồi mà cũng không có tiền gì, tiền già thôi, nhưng mà mua một lỗ chôn mà chôn hai người mà chưa người nào chết hết mà thương cha Tường dữ lắm. Có nghĩa là người nào chết là chôn trước, rồi người thứ nhì là chôn chồng luôn á, mà cái lỗ có 15.000 thôi, nhưng mà mua lâu rồi, mua kế đức giáo mục á, kế đức giáo mục. Còn ở đây mình đâu có đâu, đây mày qua Vinh Kim chôn là đâu có được, phải chôn vòng lớn thôi đó. Cho nên nước ngoài đủ loại sắc tộc chôn, đạo nào cũng chôn trong một cái nghĩa địa được hết. Thì con kể chút xíu vậy. Còn Việt Nam mình thì hồi xưa cũng không có cho chôn ở nhà, sau này đạo Công giáo dễ dàng chút thì mọi người ai muốn chôn nhà thì cha sở thì dẫn đến nhà để mà làm phép an táng để chôn cất. Vậy thì điều này là cho nên chính vì vậy mà cha Tường nằm đây, và nguyện vọng của cha Tường cũng là như vậy mà. Chứ giờ nếu mà mình chôn ngoài kia, rồi công nghệ của cha Tường, rồi cô bác chẳng lẽ nhiều khi đất thánh mà đóng cái cửa lại mình muốn vô đốt nhang cho cha Tường thì mình đâu có vô được. Còn ở đây chúng con tự do, ở đây là nhà tư nhân, thì cô chú lại đây xin thuốc và đốt nhang cha Tường là chuyện bình thường ha. Thì đây là cũng là một ý chỉ phải tạ ơn Chúa, đó là như vậy. Và bữa nay thứ bảy thì mình cũng có bánh mì ăn hả chị Năm? Ồ vậy hả? Từng này mình ăn bánh mì đỡ đi, từng sau mình có nhiều đồ ăn hơn. Con có ngày qua con có đi hỏi hai chỗ để mà nấu đám giỗ cho cha, nhưng mà hai chỗ đều từ chối hết, tại vì người ta nấu đồ mặn không à, không dám nấu đồ chay. Cái đề tài của con ra như vậy nè, chừng khoảng 4-5 món rồi mình ăn được rồi, ăn vui mà, ăn cũng no. Thí dụ như mình nấu một nồi súp đi, nồi súp đó là súp trong súp chay đó, tất cả là chay không nghe, tất cả là cây cỏ ma giống, trong đó nó có bắp, cái đồ mình nấu bằng nước dừa thì nó ngon rồi. Sau đó mình lên tới bún cà ri, bánh mì, rồi cánh gà rame, nấu nghe thèm quá ha.
rồi tới thịt nguội ăn củ kiệu, rồi còn 2-3 món nữa, rồi sau đó mình quất cái lẩu cái lẩu ngọt rồi, chứ mình ăn nhiều quá mà ăn lẩu chua cái miệng mình nó dở, được không? Như vậy thì ở đây đâu có ai biết nấu hả ta? Đâu ai biết nấu đồ chay không? Cô đó, đó có chị Năm với cô ha. Ở vậy hả? Chị nói mấy tiếng nữa là chị phụ. Vậy hả? Tôi đi mướn quá trời luôn. Có hai đứa con nó phụ nấu cha, mà trưa mùng 1 nó mới lên. Trưa mùng 1, vậy dạ, được rồi. Dạ. Tới chiều mùng 1 mình ăn chơi vài ba bàn. Dạ, cũng có mấy anh em làm việc. Dạ. Đến đây nó cũng đi chùa nấu đồ chay đồ cho thị thiện hoài. Dạ. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều ha. Đó, thôi vậy mình biết vậy mình thử kiếm nữa. Rồi cái ngày đó mình cũng mời con cháu anh chị em mình thí dụ đọc kinh xong rồi bắt mình xúm nhau mình dọn lên mình ăn ha. Rồi ông Thanh được ông ca hay lắm mà. Thầy. Ồ vậy hả anh Minh hả? Ngày mai nhờ ảnh đọc kinh dẫn đầu tôi ngồi cái ngay chỗ ảnh, ảnh đứng đây cho đồng hóa tay. Nhất định là tôi nhất định. Hôm nay em cha sở họ đạo mình cũng có mời anh uống nước trà hoài, em cha Tú hay không? Cha Tú với cha Quang là em của tôi, là cha chính sở nhà thờ Phước Hảo trển. Thì hôm qua tôi có điện cha Tân, nhưng mà chắc ngày mà tôi nhớ tôi điện đại, chắc ngày không bắt điện thoại, chắc đang làm lễ hay gì để mà chiều tôi điện lại. Kỷ niệm của cô Tường cha có xuống không? Ông là để tính coi với ông Bảy có cho hay thì chắc cũng sắp xếp đi. Đâu có, tôi chạy nguyên cái xe, tôi ghé nhà thờ luôn chứ đâu có dễ gì. Tôi đang dự định là tôi rước má của cha Quang từ Tập Ngãi về đây nữa. Là cô Năm, má của cha Quang là tôi kêu bằng cô. Và dòng họ ở Tập Ngãi mà mấy chục năm mang tôi nằm mơ, tôi không biết làm sao tôi đi tới Tập Ngãi được. Tập Ngãi đây Tiểu Cần Quang quên. Mà tôi về ở Mỹ, tôi về 20 lần có đi về nước á, mà tôi mới đi được 1 năm, mà ông cha Tường vừa chết tới cái tháng vừa đó tôi mới đi được 1 lần 2-3 tiếng hồ, tôi mới biết Tập Ngãi lần đầu tiên á. Thì như vậy mừng quá, vậy là mình có xúm nhau mình nấu ha. Công cháu gì của cô ha, nó xuống đây thì chị nói thì tôi biết. Xe nè, Lương Nghi Tâm chở đi Trà Vinh mua đồ nấu về, còn không ai chở được thì tôi lái. Trời, tôi lái giỏi lắm. Cứ xúm nhau mình phụ ha, anh chị em mình. Lâu lắm rồi, ngày hôm qua con chở vợ con đi vòng vòng Trà Vinh, rồi đi vòng khoảng 3-4 tiếng hồ. Trời, đã vô cùng. Mà tại vì mổ mình đâu có dám đi tưng đâu. Thành ra bây giờ khỏe dữ lắm rồi. Bây giờ tại vì không cho mình làm thôi chứ mình làm ầm á. Giờ ngon lành lắm. Thì mình lễ dỗ của cha. Thì con cũng không có mời ai, mời có mấy người thôi. Mấy người làm việc. Với lại dòng họ thì 1-2 người mà lớn tuổi. Còn bao nhiêu là con mời chung vậy nè. Mời chung trên cộng đồng vậy đó. Ai về mình xúm nhau, mình đọc kinh rồi đốt nhang gì đó, rồi mình ăn uống ha. Cứ ăn thoải mái, mình ăn cây cỏ mà giống mà. Nhưng mà mình nãy tôi ra chủ đề sơ sơ thấy 4-5 món ngon ha. Mình ra nhiều quá ai ăn cho hết. Như vậy thì quá tốt rồi. Bây giờ thì mỗi ngày, bữa nay hồi nãy con chuẩn bị ra đây, con bấm cái điện thoại con thấy ông cha Tường mặc quần xà lỏng mà ông đờn cái bài ca Mưa Rừng. Ổng vừa đờn vừa ca luôn. Thôi chắc để trưa chiều thì con ghép vô chút cho nó vui ha. Thấy ổng thì vui. Hai bữa nay có cô chú gì coi cái clip con đi quay cái nhà cha Tường không, có ai coi không? Thử giơ tay lên thử ơi. Ồ vậy hả? Đó, có mấy người coi ha. Thấy cũng ngon lành lắm. Và vườn thuốc của cha quá tuyệt vời. Tiếp tục được con trồng tiếp nữa. Rồi hồi nãy luôn con cũng coi lại là cái clip 2018 đó. Con mỗi lần con về đây con làm cái gì thì con đại diện cho cha Tường không đó. 2018 con phát biểu trên tỉnh Trà Vinh đó.
là năm đó là 8 căn nhà, rồi bao nhiêu tấn gạo, con nhớ là 60 tấn hay gì để chưa chưa, con thấy có ấy thì cũng bỏ lên luôn câu cho vui, tại thì cha Tường làm bác ái vậy đó, xây nhà tình thương, cho gạo là mấy tấn vậy, một năm cộng ra, con cộng ra là 60 tấn trở lên, nói gì đó. Và nếu phương án này mà tốt lành hơn nữa thì điều đầu tiên nhất chúng con với cha Tường là hết sức là thương yêu cô bác ở quê hương mình, đặc biệt là những người nghèo, chứ con chưa nói bệnh tật à, bệnh tật thì còn thương dữ nữa, thương cái miệng vậy thôi mà thì có thuốc cho người nghèo và người bệnh tật, đó là quê hương của mình giúp được cái gì cho cô bác là, tại vì cô chú biết làm sao không, hồi lúc mà tụi con mà nhỏ lớn lên đến khi vừa có trí khôn mà biết được đó ha, là cha mẹ mình nghèo rớt đáy mồng tơi, chứ đâu có giàu có gì đâu, rồi đi cấy mướn giữ trâu mướn ở đợ gì lung tung bên đó, thí dụ vậy. Đến khi con và cha Tường mà đã được thành công rồi là tụi con ngồi nghiên cứu trở lại, đời của mình không thể nào cần giàu có vinh quang phú quý gì đâu, mình sống một cách bình thường làm sao biết cha mẹ ông bà chúa bà trời đất rồi giúp đỡ gì cho người ta là được rồi đó. Nhưng mà chú cũng cho ha, cuối cùng thì con cũng có con cái, con nó có hai đứa nó cũng thành công, là nó có công ăn việc làm, nó thạc sĩ của Mỹ đâu ơi, không phải dễ học đâu. Hai đứa nó ra trường thạc sĩ hết, công ăn việc làm ngon lành, nó tự nuôi sống bản thân nó là được rồi. Thì nhưng mà cha Tường cũng khuyên tụi nó dữ lắm á, thì tụi nó cũng ăn cây cỏ mà giống theo cha Tường, thầy chú cháu nó thân mà, đó là như thế này thì mình có tiền nhiều rồi mình làm gì đây, bây giờ mình có được bao nhiêu, cô chú cho mình cái gì được bao nhiêu, mình sống được rồi thì còn lại để giúp gì cho quê hương, giúp gì cho cô chú. Chứ không phải là mình nói mình giúp cái mình giúp hết, mình giống như là nguyên cái ấp dòng lớn này hồi xưa là đâu có đèn đường đó, cha Tường cũng làm đèn đường hết, con giờ đây con cũng phải đóng góp vô là làm cái dàn đèn đường ấp dòng lớn này, lúc bây giờ chưa có ai, mấy ấp này chưa có điện, rồi con ký vô là trả tiền điện 5 năm. Con trả tiền điện 5 năm, ấp dòng lớn này đâu cần trả đâu, ví dụ vậy. Mà thật ra tiền điện một tháng có ba mấy đô rồi, nó rẻ rồi, tại ông cha Tường ông cha gắn mấy cái bóng đó, không có tốn điện nhiều á, thì cứ 6 giờ chiều mở, 6 giờ sáng tắt, chính quyền ấp làm vậy đó. Thì một tháng có ba mấy đô, mà con làm ngày 100 mấy 200 đô thì một tháng vậy con mới dính ra, mà một cây thuốc hút là cũng 30-40 đô. Con nói bây giờ mình hút ít lại thôi là đủ trả tiền điện cho quê hương rồi. Đó, thấy không, là mọi người không phải lo. Cho nên con làm như vậy cũng vì ông cha Tường, tại vì chỗ này nè, khi con tâm sự với ổng thì cái trí của ổng và cái đường đi của ổng là yêu thương và giúp đỡ đồng bào không à, mọi người không à. Cho nên ổng ngã qua ngã lại thì lòng vòng mình có cái lòng hảo tâm, có lòng gì đó thì tự nhiên là phải giúp cho ổng thôi. Nói vậy ổng than dữ lắm, chứ không phải như con. Con la làng cái này á, phải làm vậy con đâu dám xin đâu, mà ai cho mừng dữ lắm à, chứ mà đâu có dám xin. Nhưng mà mình không xin mà vẫn có cô bác cho. Theo con biết đó, thứ năm thứ sáu tuần sau đó là có một cô ở bên Mỹ điện con rồi, cho mình một tấn gạo nữa đó, đã không, nhưng mình khoe trước đi, chừng nào có hay, nhưng mà thôi khoe trước là người ta là dân Tây mà, người ta đâu nói dốc đâu. Cảm ơn, cái này ăn biết nào hết ha, ta nói là hết là tự nhiên có thiên thần cho mà, đừng có lo đó, thì cũng hết sức tạ ơn Chúa. Thì mỗi ngày thì con còn có mấy ngày nữa là tới lễ dỗ. Rồi lễ dỗ ngay ngày thứ bảy chủ nhật, vậy là ngày thứ sáu mình lấy thuốc 3 ngày đi ha, thứ sáu tới đó. Còn hôm nay mình lấy 2 ngày đi, hôm nay thứ bảy rồi ha. Còn thường ngày mai chủ nhật thì cứ lại lấy nước lấy nôi, đồ lỡ mà không có gạo có thuốc thì cứ nói rồi đây
không có ai có con thì con mở cửa con cho không sao nha. À, những người tới bệnh mới tới ngày thứ bảy chủ nhật mà không có lương y, con la làng đừng tới ngày chủ nhật chạy cho tới mình con cũng giúp luôn đó, vậy đó, bằng cái cách là mình đi nhà trọ hay là bằng cái cách là xin thuốc 10 ngày là tự con làm luôn á. Con mắc cỡ con không lên pin vậy thôi chứ con đâu có nói từng 7 ngày là đâu có ngày giờ nào mà đụng tới con là con làm việc hết. Nói vậy thì con thấy khu vực này trong mấy ngày nữa là ngôi mộ Chúa đồ này kia nọ sơn phết lại cũng ngon lành. Cũng tạ ơn Chúa ha, cảm ơn tất cả cô chú anh chị em, mong rằng ngày đó mình sớm với nhau để mình phụng tay chân mình dọn lên để mình ăn. Rồi ai nấu được gì thì nấu. Rồi nhưng mà nói đi thì nói lại, cô chú phải cố gắng theo phác đồ của cha trong mỗi ngày, mỗi lúc, mỗi giờ ha. Rồi sau ngày đám giỗ thì cũng cố gắng hơn nữa, cố gắng hơn nữa theo phác đồ của cha, để cho mình mau sớm lành tính rồi trở về. Rồi sau này mình lành rồi đó ha, mỗi người cầm 3 tháng thuốc, gạo, nước gì đó về hết rồi mà uống hết rồi mà còn uống nữa thì cứ nói con. Tại ai đến đây là con thuốc của cha Tường là con cầm để cho cô bác chị em uống mà. Hồi nãy mình nói vụ cha Quang đó anh, là tôi nói chuyện là không phải tôi nói mình cha Quang đâu nha. Tôi nói có cha Hạt Trưởng, cha Nhạn đàng hoàng, rồi cha Tú nè, là cha Quang, ba cha tôi giao hết tài sản của ông cha Tường cho ông cha Quang đó để làm bác ái, trừ cái khu vực này thôi, cho đứt luôn, trong vòng một tháng một là giấy tờ chuyển qua liền để làm bác ái. Mà tôi cho suy nghĩ 3 ngày luôn đó, chứ không phải là tôi nói là chịu hay không, không có à. Cho suy nghĩ 3 ngày luôn, chứ tự nhiên mà ở đây mà muốn đi chơi đâu không dám đi, cô bác ngồi vậy. Nói đừng buồn, con nói gì chứ con cũng đi đại cũng có người này người kia, nhưng mà mình nhẹ tội hơn chút. Mình ở bên ngoài mình có thiếu cái gì mình lắp vô, hay là mình đi xin người này người kia phụ thêm. Nhưng mà nếu mà một ngày nào đó mà có như vậy nữa là giơ hai tay hai chân luôn, chứ không phải nói rồi là thôi à, vẫn giơ hai tay hai chân cho cái nơi nào đáng tin cậy để giúp đồng bào cho quê hương của mình. Đó là con là vậy. Rồi thôi vậy con chân thành cảm ơn cô chú anh chị em đến đây, cũng như mình cũng cầu nguyện cho tất cả những người trong và ngoài nước, cô bác anh chị em cũng giúp nơi này. Rồi cô bác anh chị em cũng cầu nguyện cho mình, mình là người Việt Nam máu đỏ da vàng mà, người khác sắc tộc mình còn thương nữa, không chi là mình người Việt Nam của mình ha. Sớm nhau mình cầu nguyện để rồi mình lấy theo cái công nghệ thuốc nước gì của cha Tường về để mau sớm thành tính để về quê hương. Rồi sau đó mình cũng sắp tới Noel rồi tới Tết, rồi bắt đầu sống vậy đó nó mới ngon lành ha. Tạ ơn Chúa ha. Con mời cô chú anh chị em mình đứng lên đọc kinh ha. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn cha Vê-rô cùng các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Rồi cảm ơn cô chú nha. Rồi lấy nước rồi tá không ai cho này cho. Thời gian cứ mãi dần trôi, cuộc đời con lênh đênh giữa đời, đường trần gian tăm tối mù khơi, khấn xin mẹ soi đường chỉ lối. Nguyện mẹ thương cho con biết nhận ra, và rời xa nơi chốn xa hoa, để cuộc đời được dệt thành bài ca. Thank you.
trăng như sao. Đưa con lên cao ôi nào biết chi bao. Chúa dặn dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trôi sang khắp chung, gọi sanh tôi đời hồi, tình yêu sao quá cao vời. Con quyết tròn đời dẫn nghĩ xa thân, loan báo tin nào cho khắp người đã thương tôi từ thuở xa xôi chưa có vào đời. Nào ai có thâu tôi đã từ lâu xin đến trong đời. Chúa đã thương tôi nên có đôi môi tôi ca ngàn khúc hát vang thân đời. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ôi nào biết ly chi bao. Chúa dặn nhiều con đi qua đêm đêm, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trôi sang khắp chung, rồi sanh tôi đời ôi Chúa sao quá cao hơn. Con quyết trọn đời dần nghiến xa thân, loan báo tin ơn cho khắp nhân trường. À, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý đồng bào ở hải ngoại các nước đã về đây ăn Tết năm học trước 2018, thật vui vẻ. Trong một năm tôi thấy rất là rộn ràng. Năm 2018 này thì thật ra là đầu tiên, và tôi cũng rất là lo 29 năm nhưng mà đầu tiên không có đặt Tết ở quê nhà. Tôi được thảm diện để đứng ở đây để chúc mừng quý vị đại diện cho tất cả chị em cô bác, và có một số bà con cô bác ở các nước cũng như quý vị về Canada. Và tôi xin tự giới thiệu là tôi ở trường lớn xã Liên Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Thừa Thiên Huế đây. Ở quê nhà ở nhà Vinh, ở quê nhà Trà Vinh, và tôi ở trường lớn. Tôi đã thành lập cùng quý chính quyền các cấp ở dưới là điểm hội chữ thập đỏ ấp trường lớn, và giúp đỡ cho đồng bào quê nhà của chúng ta cũng như là tất cả những xã lân cận, đặc biệt là xã Vinh Kim là quê nhà. Hội thập đỏ của ở ấp Trường Lớn đã cho nhiều giúp cho đồng bào rất nhiều năm, nhưng mà đặc biệt năm 2017 vừa qua thì cũng rất là phấn khởi. Vừa rồi ngày 20 Tết chúng tôi đã cung cấp là 5 tấn gạo và số nước và quà rau củ quả và nước hàng tuần, gạo hàng tháng, điểm hội chữ thập đỏ Liên Cương và cho khắp. Dự định của chúng tôi đại diện cho mạnh thường quân ở Mỹ cũng như anh em ở nước Mỹ và cũng có số bạn bè ở các nước khác, thì chương trình năm 2018 điểm hội chữ thập đỏ trùng lớn cho Liên Cương, chúng tôi đã có chương trình lên rồi, xây bằng 8 căn nhà tình thương, mỗi căn là 52 triệu, và 60 tấn gạo cho năm 2018, và nước rau củ quả hàng tuần.
tất cả chúng tôi giúp cho đồng bào trong các xã của thuộc tỉnh nhà. Thì tôi rất vui mừng khi không biết nói gì hơn là chúc Tết cho quý vị đại biểu, tất cả anh chị em cô bác ở các nước về đây để họp mặt hôm nay. Xin chân thành cảm ơn.